Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Trong hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023. Thị trường của chúng ta có một cái phiên giao dịch rất là thong thả và chậm rãi vào phiên sáng và đầu phiên chiều. Tuy nhiên là chỉ có trong vòng khoảng 5 phút cuối phiên thì thị trường của chúng ta chịu những cái áp lực bán rất là mạnh và bán cả trong ATC, làm cho thị trường của chúng ta kết phiên giảm tới 25 điểm, 25.33 điểm, tương đương với 2,27% về cái vùng 1.088.49 điểm với cái thanh khoản là 20.600 tỷ. Thế thì đâu là cái lý do mà làm cho thị trường của chúng ta giảm mạnh và thị trường trong các cái phiên giao dịch tiếp theo sẽ có những cái sự vận động như thế nào? Thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay. Anh chị nhé, chúng ta nhìn nhanh một chút về cái nhóm chứng khoán thì cái nhóm này đang có một cái sự vận động khá là tốt. Thì đến cuối phiên anh chị thấy là nó bị đạp khá là nhanh và mạnh nhé. Đạp khá nhanh và mạnh. Nhóm banh thì chúng ta thấy là cũng bị đạp vào cuối phiên. Chúng ta có nhóm thép, đúng không ạ? Nhóm thép rất khỏe trong giai đoạn vừa qua. Thì trong phiên ngày hôm nay thì cũng quay ra sàn vào cuối phiên. Nhóm dầu khí cũng tương tự như vậy, bị đạp khá là mạnh. Nhóm bất động sản thì đây là một cái nhóm mà mang cái tính đầu cơ rất là cao và đến cuối phiên nó cũng bị đạp rất ghê. Đích này, HDC này, rồi đất xanh, Nam Long, Phát Đạt, TCH đều sàn hết anh chị. Hôm nay có L14 tăng trần nhưng mà đến cuối phiên chỉ còn 3,5%, SAM thì còn 6,9% anh chị. Chúng ta có nhóm cảng biển đúng không ạ, cũng bị đạp rất là mạnh như HAH này, VOT này, VSC đúng không? GMD thì giảm nhẹ thôi. Bất động sản khu công nghiệp hôm nay cũng giảm khá mạnh anh chị nhé. Tiếp theo nhóm đầu tư công, thì cũng liên tục có những cái sự tích lũy trong khoảng tầm 2 tuần và hôm nay đến cuối phiên thì cũng bị đạp khá ghê. Ok anh chị, chúng ta nhìn nhanh một chút về hành động của khối ngoại anh chị. Khối ngoại thì hôm nay bán ròng khá mạnh 442 tỷ, tập trung vào VHM, VP Bank, BCM, VRE, còn mua ròng thì mua DGC và VND anh chị nhé. Thanh khoản thì phiên sáng và phiên chiều thì thấp hơn phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên là trong ATC anh chị thấy là nó bị bán tống bán tháo vào cuối phiên đấy, và làm cho thanh khoản trong ngày hôm nay tăng vọt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Ok anh chị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích anh chị nhé. Thì hôm nay thì trao đổi với anh chị một chút về cái vận động của thị trường. Thì chúng ta thấy là thị trường bị bán rất mạnh vào cuối phiên. Thì hiện tại thì mình thấy là cũng có một vài các tin đồn nó đang bủa vây đến thị trường, tin đồn về cái việc SPV hút tiền. Đấy, tuy nhiên thì mình cũng có nhắn ở trong Zoom khách hàng, anh chị có thể để ý một chút là đang có cái tin đồn về việc SPV hút tiền trở lại thông qua kênh tín phiếu và thị trường đạp khá là nhanh và mạnh vào cuối phiên. Và theo cái thông tin lãnh đạo cấp cao của VPS cung cấp thì cái thông tin này là không chính xác anh chị nhé. Thì mình cũng đã check lại trên cái cổng thông tin điện tử của SPV thì hiện tại là mình chưa thấy có một cái động thái gì cả. Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ check tiếp cái thông tin này xem là cái phiên giao dịch ngày mai, cái phiên đấu giá ngày mai thì liệu rằng người ta có cái động thái gì về việc hút tiền hay không anh chị nhá, về việc hút tiền hay không. Thì đây nó là một cái thông tin mà trong giai đoạn vừa qua anh chị thấy là thị trường của chúng ta nó lao dốc từ cái vùng 1.250 về cái vùng 1.020 là do cái thông tin là do việc SPV hút khoảng tầm 300.000 tỷ, và đến thời điểm hiện tại là người ta đã đang trả lại cho thị trường tầm 200.000 tỷ, và chúng ta thấy là thị trường có những cái nhịp tăng rất tốt đúng không? Nhịp tăng rất tốt. Và hôm nay thì khi mà cái thông tin mà SPV quay trở lại hút tiền ấy thì nó làm cho thị trường của chúng ta giảm rất mạnh và giảm rất nhanh vào cuối phiên anh chị nhá. Thế thì mình có check lại thì thông tin này không phải là sự thật đúng không? Không phải đúng sự thật. Ngoài ra thì xét về cái sự vận động của thị trường thì thông thường những cái phiên đạp nhanh và mạnh vào cuối phiên và đạp trong ATC thì không phản ánh đúng cái cung cầu của thị trường trong cả phiên. Nhiều nhà đầu tư giật mình và bán tống bán tháo cổ phiếu trong ATC và làm cho ATC của chúng ta bị đạp tới 15 điểm anh chị. Thì dự kiến thì sáng mai thị trường mà có ép xuống tiếp ấy thì góc nhìn của em Nam là nó sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại thôi. Thì ngày mai cái xác suất thị trường của chúng ta hồi phục Nam đánh giá là cực kỳ cao anh chị nhá. Đấy, cực kỳ cao trong ngày mai. Do vậy cho nên là thậm chí trong phiên ATC ngày hôm nay và sáng ngày mai, anh chị nào đang có cái tỷ trọng tiền mặt cao anh chị, đúng không? Anh chị mà vẫn còn chưa mua được hàng thì thậm chí anh chị có thể là mua tham gia mua hoảng loạn trong sáng ngày mai. Trong ATC ngày hôm nay cũng được một số cổ phiếu nó sàn anh chị nhé. Thì trong khung tuần hiện tại thì chúng ta đang có một cái vùng khách sạn hút giá lên và vùng mây to hỗ trợ. Do vậy chúng ta sẽ không quá lo lắng về cái nhịp này của thị trường. Góc nhìn của em Nam là trong một cái quá trình thị trường nó đi lên, khi mà một cái phiên mà thị trường nó bị đạp nhanh và mạnh vào cuối phiên ấy, thì đấy không bao giờ là một phiên tạo đỉnh của thị trường. Anh chị hình dung ấy, những cái phiên mà thị trường nó bị mở gáp bán này, đúng không? Nó bán cả trong phiên và nó có một cái sự co giật ở trong phiên rất lớn và cái thanh khoản cực kỳ to. Và đây mới là những cái phiên tạo đỉnh anh chị nhé. Đấy, đây là những phiên tạo đỉnh anh chị.
hay ở kể cả ở trong quá khứ chúng ta thấy là có những cái phiên mà thị trường nó bị bán, gọi là những cái phiên mà nó tạo đỉnh nó bị bán từ đầu phiên sáng đúng không? Thị trường nó mở gap, nó không phải mở gap mà đây nó không mở gap anh chị nhé. Đấy, sau đấy nó có những cái phiên bán thủng đáy. Đấy, nó rơi xuống từ trên rơi xuống anh chị, hoặc đây. Ở đây các bạn. Đấy, những cái phiên mà thị trường nó bán và nó trong phiên nó co giật rất là mạnh và cái áp lực bán nó xảy ra ngay từ đầu phiên sáng thì đấy mới là những cái phiên mà làm cho thị trường của chúng ta tạo đỉnh hay là ở đây. Đúng không ạ? Thị trường nó giao dịch mở phiên ở đây, sau đó thì nó bị bán trong cả phiên và đóng cửa thấp nhất phiên. Thì hôm nay thì anh chị thấy là thị trường của chúng ta giao dịch rất chậm, đúng không? Rất chậm trong cả phiên và gần như là chỉ là một cái phiên tích lũy với một cái biên độ rất là hẹp quanh tham chiếu. Và đến cuối phiên thì khi những cái thông tin nó được leak ra thì chúng ta thấy là nó bị đạp. Tuy nhiên là một lần nữa nhấn mạnh với anh chị là thông tin này mình có check rất là kỹ thì nó không phải là thông tin đúng sự thật. Ngoài ra thì ở thời điểm hiện tại chúng ta nhìn về cái mặt chính sách ở trong nước và tất cả những cái thông tin liên quan đến vĩ mô thì chúng ta thấy là hiện tại sức mạnh của đồng đô nó đang có những sự suy giảm và nó cũng hạ bớt những cái sức ép cho đến cái tỷ giá ở trong nước. Và chúng ta thấy là trong cái thời gian trở lại đây cái tỷ giá USD trên VND trên Việt Nam đồng ấy, thì anh chị thấy là nó cũng đã có những sự hạ nhiệt. Hôm nay thì nó quay trở lại tăng, mặc dù là nó vẫn ở mức cao nhưng mà nó đã hạ nhiệt khá là nhiều trong 2 tuần trở lại đây. Chính vì vậy cho nên là cái sức ép về cái việc mà tỷ giá ở thời điểm hiện tại nó không phải là quá lớn anh chị nhé. Nhìn về cái dòng tiền, nhìn về cái thanh khoản của thị trường khi mà các cái dòng tiền mà chúng ta bị ngân hàng nhà nước hút trong khoảng tầm ngân hàng nhà nước hút 300.000 tỷ trong hơn 1 tháng trở lại đây thì chúng ta thấy có những thời điểm cái lãi suất qua đêm ấy nó đã tăng lên cái vùng một gần 2%. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi ngân hàng nhà nước đang quay trở lại không hút tiền nữa và những cái tiền mà người ta hút hết 28 ngày đúng không, kỳ hạn 28 ngày nó quay trở lại thị trường thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của hệ thống liên ngân hàng hiện tại vẫn đang là rất tốt đúng không, 0,15% thôi. Và cái tỷ giá hiện tại thì cái sức ép nó không còn quá lớn nữa. Chính vì vậy cho nên là không có lý do gì để ngân hàng nhà nước quay trở lại hút tiền tiếp anh chị nhé, khi mà người ta vẫn đang muốn duy trì một cái mặt bằng nhiều tiền để ép cái tín dụng ra nền kinh tế. Và hiện tại bây giờ rất nhiều các cái ngân hàng anh chị thấy là cái lãi suất cho vay nó cũng đang rất là thấp, khi mà các cái tháng cuối năm cái áp lực về cái việc giải ngân là cực kỳ lớn. Rất nhiều những ngân hàng người ta muốn giải ngân để làm sao để có một cái tăng trưởng tín dụng tốt trong năm nay để việc mà người ta xin zoom trong năm sau nó sẽ được dễ dàng hơn anh chị nhé. Thì đấy là cái điều mà nó vẫn thường xảy ra trong các năm trở lại đây thôi. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì góc nhìn của em Nam là thứ nhất là xét về cái mặt thông tin thì mình có thể xác nhận với anh chị những cái thông tin đấy nó không phải là những thông tin đúng sự thật. Cái thứ hai là liên quan đến cái việc một cái sự vận động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì một cái phiên bị bán nhanh và mạnh vào 5 phút cuối phiên. Thì tức là người ta thấy thị trường bị bán mạnh thì trong giai đoạn vừa qua anh chị thấy là cái số lượng nhà đầu tư người ta có cái phần lợi nhuận là rất nhiều, cho nên là người ta nhìn thấy như vậy người ta giật mình người ta bán một cái thì nó xảy ra cái tình trạng bị đạp 15 điểm trong ATC và rất nhiều cổ phiếu bị đạp sàn trong ATC. Thì góc nhìn của em Nam một cái phiên như vậy nó sẽ không phải là một cái phiên tạo đỉnh của thị trường mà nó chỉ là một cái phiên thể hiện những cái sự tâm lý hoảng loạn thôi. Và góc nhìn của em Nam cái xác suất trong ngày mai thị trường của chúng ta sẽ có một cây nến xanh ngay ở cái vùng này là cực kỳ cao. Tất nhiên là mình không dám chắc với chị là 100% nhưng mà góc nhìn của em Nam là ngày mai thị trường hồi phục là cực kỳ cao. Do vậy cho nên là với những cái dữ liệu hiện tại chúng ta đang có thì chúng ta không cần phải quá lo lắng về thị trường. Xét trên cái khung đồ thị chart ngày thì chúng ta thấy là cái đường MA20 nó bắt đầu bẻ ngang và hiện tại thì thị trường có một cái phiên mà có cái áp lực liên quan đến Vạn Thịnh Phát thì nó test về sau đó rút chân trở lại. Và hôm nay có những cái thông tin tin đồn về việc SPV hút tiền thì nó cũng bị đạp xuống và test lại cái đường MA20 và đường MA20 nó đang bẻ ngang. Thì góc nhìn của em Nam ấy thì nhiều khả năng cái vùng này sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là cứng, hỗ trợ rất là quan trọng của thị trường, cái vùng 1080 1084 ở đây và cái vùng nó quanh cái đường MA20 là 1089 ấy. Thì quanh cái vùng này thì ngày mai có thể thị trường nó sẽ ép xuống đúng không, có thể là cái xung lực bán nó ép xuống sau đấy thì nó sẽ hồi phục trở lại thôi, xác suất là rất cao. Và cũng có thể là ngay sáng ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ hồi phục ngay và nó không ép anh chị nhé. Thì đấy là cái góc nhìn của em Nam về thị trường ở thời điểm hiện tại trên cái khung đồ thị ngày. Chúng ta nhìn qua một chút trên khung đồ thị tuần thì anh chị có thể thấy là chúng ta trong cái Ichi thì chúng ta vẫn đang có một cái trạng thái khách sạn hút giá lên và cái vùng cân bằng là cái vùng 1138. Ở vùng này thì chúng ta có một cái hỗ trợ giao găm đúng không? Chiku thì đang có một cái mây rất là dày đỡ. Thì ở thời điểm hiện tại bây giờ để mà thị trường của chúng ta nó giảm sâu, giảm sốc và giảm mạnh ấy thì góc nhìn của em Nam là không có. Anh chị nhá, thứ nhất là chúng ta xét trên cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái phiên mà bị đạp mạnh vào cuối phiên thì góc nhìn của Nam đấy chưa bao giờ là một phiên tạo đỉnh. Cái thứ hai nữa là nó về bắt đầu về vùng hỗ trợ trong cùng ngày và cùng tuần
thì góc nhìn của em Nam là khi mà mọi thứ nhà đầu tư người ta bình tĩnh trở lại, đúng không, dòng tiền nó bình tĩnh trở lại, thì cái việc hồi phục của thị trường vào cái phiên cuối tuần Nam đánh giá là nó sẽ cái xác suất xảy ra rất là cao anh chị nhé. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem thị trường sẽ có những cái sự phản ứng như thế nào. Xét trên cái khung đồ thị chặt giờ thì anh chị thấy là cũng có một cái nhịp đúng có một cái cây nến đạt rất thấp và mạnh vào cuối phiên. Thì hiện tại anh chị thấy là bắt đầu chúng ta đã về đến vùng hỗ trợ 1088, sâu hơn thì chúng ta có hỗ trợ 1076 anh chị nhé. Thì đây sẽ là vùng hỗ trợ rất là tin cậy trong khung giờ, mà ngày mai thị trường nó đạp lại thì anh chị thấy là rồi nó cũng sẽ có những cú hồi phục trở lại thôi anh chị nhé. Ok, thì đấy là về thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì góc nhìn của em Nam là cái nhịp này vẫn là một cái nhịp mà thị trường nó rung lắc điều chỉnh. Thì góc nhìn về thứ nhất là về các câu chuyện về vĩ mô kết hợp với các cái phân tích về chart đồ thị trên khung ngày và khung tuần, thì em vẫn đánh giá đây sẽ là một cái cơ hội để dành cho những anh chị đang cầm tiền và đang tìm các điểm vào với thị trường ở thời điểm hiện tại anh chị nhé. Ok, anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, một người có thể là về với đội của em Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS mới. Nếu anh chị chưa có thì gửi căn cước công dân thì em Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như anh chị mà đã có rồi thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch anh chị nhé. Thật ra thì anh chị nào mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí anh chị nhé. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Về thị trường thì thật ra một cái phiên mà đạp nhanh đạp thấp với cái biên độ giảm mạnh thì đôi khi nó lại là một cái phiên mà giúp cho những cái quá trình rung lắc điều chỉnh của thị trường nó sẽ diễn ra nhanh hơn, đúng không? Có thể thị trường nó sẽ từ từ cân bằng ở đây và từ từ nó sẽ hồi phục trở lại thôi. Chúng ta sẽ đánh giá sang cái phần thứ ba là cái phần phân tích và đánh giá về các cái nhóm cổ phiếu ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi từ cái nhóm thép đầu tiên. Nhóm thép thì anh chị thấy là con Hoa Sen, đúng không? Hoa Sen và Nam Kim thì các cái phiên trở lại đây thì đều nói với chị là quanh những cái vùng này. Thì để mà nó muốn đi lên được ấy, thì một là nó phải tích lũy, hai nó phải quay đầu điều chỉnh. Thì góc nhìn của em Nam đối với cổ phiếu Hoa Sen thì anh chị hoàn toàn có thể mua thăm dò hoảng loạn ở quanh cái vùng giá 19.8-20, quanh cái vùng này, đúng không, Hoa Sen nhé. Chúng ta có Nam Kim này, đấy, tương tự như vậy, quanh cái vùng giá 20.5 đến 19.8, và quanh cái vùng này sẽ là cái vùng mua của con Nam Kim. Nó chính là cái đường MA 20 đang hướng lên. Đấy, hôm qua thì em có phân tích với anh chị ấy, một ấy, là nó phải tích lũy, nó kéo từ từ nó kéo cái đường MA 20 lên, hai là nó phải điều chỉnh thì lúc ấy nó mới có lực để thắng tiếp, đúng không? Thì những cái thời điểm này thì chúng ta cũng chưa thể tham gia được. Ở đây thì anh chị thấy là con Hoa Sen nó cũng gần về đến đường MA 20 rồi, đúng không? MA 20 thì vẫn đang hướng lên, đúng không? Đây nếu mà anh chị nhìn ở trên chart giờ ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là con Nam Kim này thì nó liên tục tạo ra phân kỳ, đúng không? Phân kỳ và hôm nay nó giảm. Thì do vậy cho nên là cái vùng cân bằng của nó là quanh cái vùng giá 20.2, đúng không? 20.2 và 20.5 thì đấy sẽ là cái vùng anh chị có thể là tham gia thăm dò hoảng loạn. Còn Hoa Sen thì là quanh cái vùng giá 19.8-20 nhé. Đấy, nó cũng có phân kỳ liên tục này. Và MACD nó về không. Và hôm nay thì có một cái phiên bị bán vào cuối phiên thì khả năng nó sẽ cần mất cái thời gian để cân bằng trở lại nhé. Rồi đấy là cổ phiếu nhóm thép. Chúng ta có HPG. HPG thì cũng tương tự thôi anh chị nhé, cũng tương tự như các cổ phiếu kia thôi. Cái vùng cân bằng của nó sẽ là vùng 25.2, đúng cả HPG. Đó, đúng cả HPG anh chị nhé. Nó về bắt đầu về đến vùng hỗ trợ M20 rồi. Ngày mai nó tiếp tục nó đạt thốc xuống cái vùng giá 25-25.2 thì đấy sẽ là cái cơ hội để dành cho anh chị mua hoảng loạn đối với cổ phiếu HPG. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá với các cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thì hôm nay chúng ta có con VND, đúng không? VND nó chạm về cái vùng kháng cự ở đây. Và hôm nay thì nó thể hiện khá là khỏe. Tuy nhiên là đến cuối phiên nó bị bán rồi. Thì hiện tại cái hỗ trợ tiếp theo của nó thì anh chị chú ý quanh cái vùng giá 19.5 nhé. Đây sẽ là cái vùng mua của VND dành cho anh chị nào muốn tham gia. Tiếp theo chúng ta có SHS. Đấy, thì con này thì quanh vùng hỗ trợ của nó sẽ là 16.5. Anh chị hoàn toàn có thể mua quanh các cái vùng này nhé. Quanh các vùng này. Dành cho anh chị nào mà đang chưa có hàng mà đang đi tìm kiếm các cái cơ hội để mua. Thì ngày mai thị trường nó ép xuống, anh chị hoàn toàn có thể mua. Thậm chí anh chị có thể mua trên cái lượng hàng sẵn có. Chắc chắn với chị là khả năng xác suất rất cao ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái việc hồi phục trở lại. Thậm chí là hồi mạnh luôn anh chị nhé. Đấy, tiếp theo chúng ta có HCM. Đó, cũng bắt đầu quay trở lại các cái vùng hỗ trợ phía dưới 27.x. Chúng ta có VCI này, đúng không? Đấy, ngày mai sẽ là cái cơ hội cho anh chị mua lướt trên lượng hàng sẵn có nhé. Đấy là chứng khoán này. Tiếp theo chúng ta có nhóm bất động sản. Hôm nay đây là cái nhóm mà có tính đầu cơ rất là cao, đúng không? Còn đất xanh thì hôm qua nó vượt được 22.
Đấy, hôm nay nó cũng bị bán vào cuối phiên, tuy nhiên anh chị nhìn cái vol bán nó không phải quá lớn đúng không, nó không thể hiện đúng cái cung cầu, tính chất cung cầu của nó trong cái giai đoạn này. Đấy, và góc nhìn của em Nam là cái vùng hỗ trợ của nó quanh cái vùng giá 19-19.2, đây sẽ vẫn là vùng mua đúng không, đây sẽ vẫn là vùng mua. Đấy, chúng ta có con sell, sell cũng bị bán bị bán quay trở lại chạm về đúng cái vùng hỗ trợ 22, thì đây sẽ là vùng hỗ trợ của sell anh chị nhé. Đấy, vùng hỗ trợ sell ở đây. Tiếp theo chúng ta có con Đích. Đấy, Đích thì anh chị nhìn về cái đường MA 20 đang hướng lên, đây sẽ là vùng mua của Đích nhé, quanh cái vùng giá 23.8 đến 24. Tiếp theo chúng ta có Đạt Phương, hôm nay thì bên mình có tín hiệu mua Đạt Phương và mua ngay đầu phiên sáng, tuy nhiên là đến cuối phiên thì nó cũng bị đạp trở lại chị, còn có vùng giá 39.2 thôi đúng không, nó đạp bị đạp âm luôn đúng không, bị đạp âm luôn, thì nó là một cái trạng thái break khá đẹp thì nó gặp thị trường xấu anh chị nhé. Thì thông thường đây là một cái cây nến gọi là cây nến break xịt ở trên nền, thì góc nhìn của em Nam có thể nó chỉ tích lũy lại ở đây một phiên này, sau đó hai phiên, sau đó nó tiếp tục bật nhé. Thông thường nó sẽ là như vậy, khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, khi mà cái tâm lý nhà đầu tư không còn bị đè nặng nữa ấy, thì lúc ấy thì dòng tiền nó sẽ quay trở lại và nó sẽ bật lên thôi. Góc nhìn của em Nam là chưa có vấn đề gì, hôm nay anh chị nào đu hơi cao thì anh chị sẽ bị áp lực ở trong ngắn hạn anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu HDG hôm nay cũng bật, tuy nhiên cuối phiên thì nó cũng bị rút đầu trở lại vô to. Góc nhìn của em ấy là một cái cây bật thất bại đúng không, giống như Đạt Phương, thì cái ý chí của đội tạo lập nó sẽ vẫn ở lại anh chị. Đấy, do vậy cho nên là vẫn ở nền nhé, về bản chất nó vẫn ở nền, cho nên là chưa có vấn đề gì quá lo lắng đối với cổ phiếu HDG. Rồi, đấy là nhóm 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 bất động sản. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến bất động sản khu công nghiệp, thì chúng ta có IDC, thì đây vẫn là cổ phiếu mà mình đánh giá rất là cao anh chị nhé, nó vẫn đang giữ được nền, và những cái vùng này thì Nam có nói với chị là nó cũng chưa chưa đủ lực để nó bật đúng không, chưa đủ lực để nó break out đa không thời gian. Thì do vậy cho nên là những cái cú rung lắc như này của con IDC thì góc nhìn của em Nam lại là cơ hội để cho anh chị mua. Anh chị nào chưa có hàng thì chú ý ở quanh cái vùng giá 46-46.5, mua để nuôi các vị thế, để chờ các cái thời điểm mà nó vào những cái form mà break gọi là break out đa khung thời gian anh chị nhé, đúng không ạ. Thì ở đây thì Nam nói với chị là kể cả hôm trước em có nói với chị là những cái cổ phiếu như này ấy, nó thì thậm chí nó rũ về đây một nhịp đúng không, đôi khi nó lại là cái việc tốt hơn cho nó trong cái quá trình nó đi lên anh chị, chứ còn nó cứ kéo rướn nó sẽ không đi được xa đúng không, nó rũ bỏ này, nó tăng về đỉnh nó rũ bỏ một nhịp, thì đấy sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta chú ý về cái việc tham gia. SSC cũng thế đúng không, SC thì cái vùng mua của nó sẽ là quanh vùng giá 37.5, tất nhiên là nó còn khá là xa anh chị nhé, chưa chắc nó về đến đây đâu, nhưng mà cái vùng mua đẹp của nó thì trao đổi với chị là quanh cái vùng đấy. Anh chị cứ nhìn cái đường MA20 đang hướng lên ấy, thì mọi người cứ yên tâm về cổ phiếu là nó cũng không thể nào nó rơi ngay rơi sốc được. Chúng ta hiện tại bây giờ thì những cái thông tin xấu về thị trường thì góc nhìn của em Nam nó chỉ là những cái tin đồn thôi, còn về cơ bản đấy, cơ bản thì hiện tại bây giờ vĩ mô của chúng ta đang tốt dần lên, thị trường thì vẫn đang là thị trường có dòng tiền. Nếu như anh chị để ý thì hôm nay cái dòng tiền nó bắt đáy vào cuối phiên mình đánh giá là cũng không phải là ít đâu anh chị nhá, không phải là ít đâu. Rồi, đấy là SSC này. Tiếp theo chúng ta sẽ có con VGC đúng không ạ. Đây, cái vùng mua của nó sẽ là quanh cái vùng giá 49 nhá, quanh vùng giá 49 đúng không ạ, VGC. Đấy, nay bây giờ 50.8 rồi, ngày mai nó đạp thốc phát nữa là mua được anh chị nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có cổ phiếu KBC. Mấy con này thì Nam vẫn đánh giá là yếu hơn. Đấy, tuy nhiên anh chị nào muốn mua thì chú ý quanh cái vùng giá 29.8 nhé. Tiếp theo chúng ta có SSC. SSC, à sorry mọi người, chúng ta có GVR. GVR đúng không? Cái vùng 20 của nó đi ngang ở đây quanh 18.8. Đấy, thì ngày mai anh chị nào có thăm dò hoảng loạn đúng không? Anh chị nào còn cầm tiền mặt nhiều ấy thì anh chị chú ý ở các cái vùng này anh chị nhé. Ok, thì đấy là nhóm bất động sản của công nghiệp và một số các cái cổ phiếu của bất động sản của công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang các cái nhóm cổ phiếu tiếp theo. Thì trước khi sang các cái cổ phiếu còn lại thì anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, anh chị có thể là về với đội của em Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS anh chị. Nếu mà chưa có thì chị gửi căn cước công dân thì anh em sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như anh chị đã có rồi, anh chị có thể là chuyển ID về anh em quản lý. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808, ra hộ tên của Nam là Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch và đầu tư anh chị nhé. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị nhé. Ok anh chị.
Hiện tại thì câu lạc bộ cũng đang cung cấp các cái dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản. Anh chị nào muốn ủy thác đầu tư cho câu lạc bộ ITP thì liên hệ với Nam để Nam gửi cho chị các cái điều khoản cụ thể để chúng ta cùng nhau làm việc nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về các cái nhóm cổ phiếu khác, nhóm dầu khí đúng không? Hôm trước bật tăng, hôm nay thì lại quay trở lại đèn, và cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là quanh vùng 26, thì đây vẫn là cái vùng mua anh chị nhé. Đối với PVD, PVS này, PVS thì cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là cái vùng 35.5, thì hôm trước bên mình lấy 35.5 thì ngày mai mà nó quay về thì đấy, góc nhìn của em Nam nó vẫn là cái vùng mà chị lấy được nhé. Đối với PVS, PVD, PVS này, chúng ta có BSR này. BSR thì em vẫn đánh giá là yếu hơn hai cái con kia, đấy, nhưng mà hôm nay thì nó giảm nhẹ hơn anh chị, vì cơ bản nó vẫn là nền đó. Đây thì em vẫn thấy đang là một cái vùng nền và tích lũy rất là chặt rồi. Ben đang bóp chặt, hai kiếm bóp chặt, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng con này nhé, nó sẽ vượt trở lại cái vùng giá 19.8 để nó chạy, thì nó chạy lên một nhịp và có thể về được cái vùng đỉnh cũ anh chị nhá. Nói chung là BSR Nam đánh giá là ổn, anh chị nào muốn lấy thì ngày mai vẫn có thể lấy được nhé, ngày mai lấy được ngay cái vùng giá hiện tại luôn. Đấy, còn đẹp hơn một chút thì là cái vùng giá 18.5 đúng không ạ. Rồi đấy là BSR này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái nhóm nhóm cảng biển, chúng ta có HAH. Con này thì nó cũng bị bán đúng không, cái đường MA 20 của nó bị đang ở phía dưới, đây sẽ là vùng hỗ trợ 32.5 này. GMD thì Nam vẫn đánh giá là cổ phiếu hàng đầu rồi đúng không, con này thì anh chị cầm có thì anh chị cũng không cần quan tâm thị trường lắm đâu, kệ nó thôi. Tiếp theo chúng ta có các cổ phiếu khác như VOT này. VOT chỉ con này hơi yếu anh chị, nói chung là không ưu tiên, con này chạm đúng dao găm quay đầu thôi, không ưu tiên nhé, không ưu tiên. Vùng hỗ trợ của nó là 9.8. Chúng ta có cái nhóm cảng biển, cảng biển chúng ta còn PVT nữa đúng không, PVT. PVT thì hôm nay cũng bị bán vào cuối phiên đúng không, bị bán vào cuối phiên giảm 27%, thì con này MA 20 nó vẫn đang hướng xuống anh chị, thì cái vùng mua của nó sẽ là quanh vùng giá 24.5 nhé, anh chị nào muốn mua thì chú ý quanh 24.5. Đấy, 24.5. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang các cái nhóm phân đạm, chúng ta có DCM đúng không ạ. DCM hôm nay cũng bị bán vào cuối phiên, tuy nhiên là cái vốn bán không phải quá to, và đây thật ra về bản chất ấy, thì nó vẫn đang ở nền thôi anh chị nhá, vẫn đang ở nền thôi. Những cổ phiếu này nó phải, cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là cái vùng giá 30.5 anh chị nhá, quanh đường 20 và quanh các cái đường hỗ trợ phía dưới này, thì nó vẫn đang ở nền thôi, cũng chưa có điều gì quá xấu anh chị nhá. Thì ngày mai khi mà thị trường nó hồi phục và nó bình tĩnh trở lại thì góc nhìn của em Nam là nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi phục trở lại thôi. DPM thì em đánh giá thấp hơn con DCM anh chị nhé. DPM thấp hơn đúng không, con này nó vẫn còn nằm dưới dao găm, thì mua thì anh chị nên ưu tiên con DCM hơn, góc nhìn của em là như vậy nhé. Con này thì cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là cái vùng giá 32. Tiếp theo chúng ta có DGC. DGC hôm nay cũng có những cái sự rung lắc về lại cái vùng giá 93. Con này thì thật ra nó đi nền này, nó có rũ bỏ và nó đang hồi lên, thì bây giờ cái cổ phiếu này anh chị lấy thì góc nhìn của em Nam là vẫn lấy được ở đây thôi nhá, vẫn mua được ở đây. Còn khi nào mà nó vượt hẳn cái vùng giá 99.100 thì anh chị lấy thêm, vì khi đấy thì nó có rũ bỏ và nó bật tăng, thì thông thường cách đánh của các cổ phiếu này thì thông thường nó rũ một nhịp rồi nó mới tăng đúng không, thì đây nó có rũ bỏ rồi mà đang tích lũy, và Nam đánh giá thì đây thật ra bản chất nó vẫn đang là ở nền thôi, còn cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là cái vùng giá 91 anh chị nhá, 91 90 91. Đấy, thì ngày mai mà nó có nhúng xuống thì anh chị có thể là mua được. Ok anh chị, thì đấy là những cái điều Nam muốn chia sẻ với chị về các cái nhóm ngành cũng như là thị trường, và cái lý do thị trường của chúng ta bị giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay là cái thông tin liên quan đến SPV hút tiền trở lại, và nó làm cho cái tâm lý nhà đầu tư bị hoang mang, và rất nhiều nhà đầu tư bị giật mình và bán hàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì góc nhìn của em Nam là cái thông tin đấy đúng không, chúng ta đã check lại thì nó không phải là thông tin đúng sự thật, và thị trường với cái nhịp mà đạp mạnh đạp thấp như thế này thì vào cuối phiên đúng không, những cái phiên mà đạp vào 5 phút cuối phiên và đạp trong ATC thì thông thường đấy nó không phải là những cái phiên tạo đỉnh của thị trường, nó chỉ là những cái cú gọi là rung rũ mạnh của thị trường và thay máu dòng tiền. Thì góc nhìn là nhìn trên cái khung đồ thị ngày, chúng ta có hỗ trợ mạnh ở đường 20, khung đồ thị tuần chúng ta có khách sạn hút giá lên và có một cái vùng hỗ trợ rất dày ở dao găm và mây. Thì do vậy cho nên là đoạn này góc nhìn của Việt Nam là chúng ta sẽ không quá hoảng sợ về thị trường, và anh chị nào đang cầm tiền và đang tìm các điểm mua thì đây sẽ là những cái cơ hội cho anh chị có thể là vào hàng trong những cái sự hoảng loạn của thị trường anh chị nhá. Ok thì em Nam xin phép dừng cái video này ở đây. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ thì em xin phép được chào các anh chị và chúc anh chị một buổi chiều tốt lành. Anh chị nào muốn trở thành khách hàng của em Nam thì có thể liên hệ với số điện thoại 0963983379, mở một cái tài khoản VPS mới, hoặc là đã có tài khoản rồi thì chuyển ID, hoặc là tham gia hình thức thu phí anh chị nhé. Bây giờ thì em Nam xin chào các anh chị và hẹn gặp lại trong các cái buổi livestream cũng như là trong các cái video tiếp theo của em Nam. Xin chào tất cả mọi người, bye bye.